Sáng nay, đoàn giám sát Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện nghị định 150-157 năm 2016 của chính phủ thi hành một số điều pháp lệnh cựu chiến binh. Giữa buổi làm việc, có phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu chứng minh thành phố và các sở ngành liên quan. Những năm qua, việc triển khai nghị định 150157 của chính phủ đưa thành phố Đà Nẵng thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng là hội viên Hội Cựu chứng minh theo đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong các cấp hội, trong đó đã giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng đối tượng, góp phần cải thiện đời sống cho hội viên trên địa bàn. Đến nay, thành phố đã hỗ trợ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho 4.225 cựu chiến minh, giải quyết chế độ mai tháng phí cho 17 trường hợp với tổng kinh phí trên 234 triệu đồng. Bằng nhiều nguồn kinh phí, thành phố cũng đã vận động xe mới và sửa chữa 1.320 nhà cho cựu chiến minh với trị giá 39 tỷ đồng, hỗ trợ chế độ phụ cấp cho cán bộ hội cơ sở gần 40 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Miến đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp với Hội cựu chiến binh thành phố, tiếp tục triển khai quán triệt sâu sắc Nghị định số 150157 của Chính phủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của Hội cựu chiến binh trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị tiếp tục trao đổi những nội dung còn vương mắc, hạn chế khi triển khai thực hiện quy định, qua đó đề xuất kiến nghị với Trung ương để kịp thời tháo gỡ điều chỉnh hoặc bổ sung.